Chào mọi người, hôm nay mình thăm vườn vải ha. Vải u hồng sinh thái của mình bây giờ một số cái lứa mà nó ra trước á, thì nó chuyển đỏ gần chín rồi mọi người. Đây, mọi người thấy không? Đó, gần chín rồi. Như cây đây cũng vậy, cây đây cũng vậy ha. Đó. Đa số là nó chuyển màu hết rồi. Đa số là chuyển màu vàng ha. Đó, chuẩn bị được thu hoạch rồi đấy. Nhưng mà nó có một cái số tình trạng như sau. Thì mọi người thấy là quả vải thì nó vẫn to này, khá là to ha. To đấy, khoảng 20 đến 25 quả được một cân. Tầm tầm như vậy. Này vải trồng theo hướng sinh thái của mình á, thì lúc chín thì gặp một số vấn đề các bạn. Đó là do năm nay mình cân bằng thiên địch chưa có tốt, cho nên dẫn đến tình trạng đó là sâu đục quả ha. Sâu đục quả vải đấy vẫn còn khá là nhiều. Đây, mình hái được một quả bị sâu này các bạn thấy không? Quay cho các bạn xem nhé. Đâu rồi nhỉ? Đây, quả vải rất là to đây. Đây, cái lỗ sâu này. Đây, lỗ lấy nét cho các bạn thấy là cái lỗ của sâu đục quả đấy. Đó, mọi người thấy có sâu nó ở trong không? Đó, mọi người thấy sâu trong không? Thì như thế này chẳng hạn, quả này thì cũng gần chín rồi, nhưng mà đây nó bị sâu này, sâu đục quả. Đối với những cái cây á mà chưa cân bằng được thiên địch, tức là tỷ lệ kiến vàng ở cây chưa có đủ nhiều, mặc dù mình cũng trồng xen cân với cây điều này, thì mùa này điều cũng đang cho trái đây, điều cũng cho trái cho hoa ha, cũng chia một phần thức ăn cho các loại sâu bệnh rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ mọi người. Đó, tình trạng sâu bệnh vẫn còn ha. Thì đây, một số cây nó sắp chín rồi. Đó. Làm theo hướng này thì mình phải chấp nhận thôi. Đó. Đây, như cây này chẳng hạn, các bạn thấy bị sâu đục quả chưa? Quả này bị sâu nhé, bị sâu. Đó. Việc nếu mà mọi người đã quyết định đi theo cái hướng này á, thì mình phải chấp nhận thời gian đầu khi mà chưa cân bằng được thiên địch ở vườn, thì phải chấp nhận bị một để một lượng ít ha, số lượng khá lớn nhưng phải ít đâu quả cho sâu nó ăn, cho nó ăn. Thì bây giờ thì mình chỉ có hạn chế được chừng nào hay chừng đó bằng việc là đi kiểm tra từng cây ở phía dưới đó. Ở phía dưới xem là quả nào nó bị sâu á, thì loại bỏ đi các bạn. Mình chỉ có loại bỏ đi thôi. Đó. Và rút trường hợp khi mà thu hoạch xong cái vụ vải này, mình đã có được một số bài học rất là quan trọng trong việc trồng và chăm sóc cây vải sinh thái nha, theo hướng vườn rừng. Đó là việc chúng ta phải, ngoài việc những cái việc mà mình đã chia sẻ những video trước đấy, làm sao cho cây vải ra hoa đậu trái thì hạn chế rụng quả, thì cái vấn đề vô cùng quan trọng đó là trong thời gian tới là mình phải cân bằng thiên địch. Đó, xa là nhà mình ha, đi kiểm tra từng cây một và mình tiến hành là kiểm tra thôi, loại bỏ bằng tay thôi, thủ công thôi các bạn. Bây giờ thì không còn biện pháp nữa rồi. Sâu bây giờ thì do là nó cũng khá lớn rồi, khá lớn rồi. Đó, mặc dù mình đã trồng cây này, đó, cây cái điều chẳng hạn, cây đa tầng đa tán hoặc là bơ chẳng hạn, nhưng mà vẫn chưa đủ. Mùa tới, mùa vải tới ha,
mình đã rút ra được một số bài học rồi, và cố gắng trồng cây bầu bạn, cây xua đuổi các loại côn trùng có hại và tạo cái môi trường tốt hơn nữa để cho cái năng suất nó ổn định hơn. Đó, như chung này chẳng hạn, ngả vàng rồi nhé. Rồi, đây là báo hiệu là một mùa vải sắp tới rồi, loại sinh thái của mình sắp được thu hoạch rồi. Thì theo như suy nghĩ của mình thì khoảng một tuần nữa thôi là có quả chín ha, có thể là thu hái từ từ. Đa số là tất cả đều là chuyển thành màu vàng đó các bạn. Hôm nay mình chỉ cập nhật cái tình hình vườn vải sinh thái của mình, mình chia sẻ với mọi người và nhấn mạnh một cái vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề trồng theo cơ hướng không hóa chất vườn đường sinh thái này, thì cái vấn đề cân bằng thiên địch là một vấn đề vô cùng quan trọng và mọi người phải chú ý nghiên cứu ha, nếu không có muốn làm không có muốn là thất thu. Bây giờ mà vải mình trồng theo cái bây giờ nó là như thế này rồi mà bị sâu nó ăn thì rất là buồn, nhưng mà mình phải cố gắng ha, cố gắng làm sao đó là mình phải nghiên cứu cách mình cân bằng thiên địch bằng việc là gì, giữ mùa đây này. Bây giờ nó là mùa khô ở Tây Nguyên đỉnh điểm đấy các bạn, nắng nóng lắm nhưng mà vườn mình vẫn còn cỏ mọc nhưng mà vẫn chưa đủ lượng đâu. Qua năm rút ra nhiều bài học, thứ nhất là vấn đề cân bằng thiên địch là một vấn đề vô cùng quan trọng. Mình chia sẻ ở đây thôi, mình tiếp tục cái kiểm tra từng cây vải ha. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.